Xin chào mọi người. Dạ em biết tới nha khoa Athena qua tìm hiểu trên Google. Mới đầu thì em không biết gì về nha khoa Athena cả, thì sau đấy thì đến đây tìm hiểu thì qua sự đến thử nghiệm các dịch vụ ở nha khoa Athena thì em thấy đây là một dịch vụ tốt và em muốn lựa chọn nha khoa Athena. Răng của em thì nó không đúng vị trí và hơi bị chìa ra ngoài một tí ạ. Nó thì làm cho em cảm thấy mất tự tin khi mà cười và cũng như là nói chuyện với mọi người. Dạ em sử dụng phương pháp niềng răng Invisalign. Vâng, đấy là niềng răng thông suốt. Dạ nó tiện dụng cho công việc của em và cũng như là giảm thời gian tái khám trong quá trình mà em thường xuyên đi tập luyện và thi đấu nước ngoài. Dạ mới đầu em đến thì em được chụp X-quang và được scan 3D ạ. Dạ không ạ, rất là thoải mái và các bác sĩ thì rất là nhiệt tình. Dạ em cảm thấy rất yên tâm và cũng rất là tin tưởng thẩm mỹ Athena. Dạ em chấm cho 9 điểm ạ.